Hi there, welcome to our channel, Channel Teacher An. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Today we're going to study lesson 1, unit 3, shopping. Student book, I learned smart ways 10. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 1 của unit 3, chủ đề shopping, của sách tiếng Anh lớp 10, I learned smart ways. Alright, now in this lesson, we're going to learn how to talk about your shopping hobbies. The second one, we're going to learn how to use comparative and superlative adjective. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về những thói quen mua sắm. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau học về cách tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất. Alright, in pronunciation, word stress, two syllable nouns. Và trong phần phát âm, đối với phần trọng âm của từ. Đối với những danh từ có hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học nhé. Are you ready now? Let's do it. Now warm up. Working pair. Do you like to buy when you go shopping? Chúng ta sẽ khởi động bài học bằng một câu hỏi. Bạn thích mua gì khi đi mua sắm? For me, I like to buy clothes when I go shopping. And how about you? What do you like to buy when you go shopping? Can you share your idea by leave your comment at below? Okay, good job everyone. Okay, now first, we have some vocabulary of our today lessons. Okay, we have here brand, danh từ nhãn hiệu thương hiệu. Purchase, danh từ ngân sách ngân quỹ. Customer survey, bộ phận chăm sóc khách hàng. Habit, thói quen. On sale là giảm giá đúng không? Pay attention to là gì? Chú ý để tâm đến. Quality, chất lượng, tính từ là chất lượng tốt. Thrift store là gì? Cửa hàng bán đồ cũ. Thrift store, cửa hàng bán đồ cũ. Style, phong cách, lối. Ở dạng số nhiều sẽ là styles. Alright. Tip ở đây chính là lời khuyên, advice. Unique có nghĩa là gì? Đặc biệt, độc đáo. Tức là special, alright? Local store, có nghĩa là cửa hàng ở địa phương. The store where you live, alright? Crowded, that means đông đúc. Having a lot of people, đông đúc có nghĩa là having a lot of people là có nhiều người. Okay, good job everyone. So now, the first part, Park Lady A, new one. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, phần newest. A, fill in the blanks, listen and repeat. Trong phần này chúng ta sẽ điền vào chỗ trống, nghe và lặp lại. Okay, here we have five words, or five phrasal words, and five sentences. Now, let's fill in the blanks together. Alright? Now, number one, I love the clothes store near my house. It has more brands and better styles than the stores at the mall. Có nghĩa là gì? Tôi thích các cửa hiệu quần áo gần nhà. Nó có nhiều thương hiệu và phong cách hơn là những cái cửa hàng ở trung tâm thương mại. Okay. So number two, you should spend your money on products that last a long time. Bạn nên chi tiêu tiền vào những sản phẩm chất lượng bởi vì nó có thể sử dụng được lâu dài. Right, so number two is quality. Okay, number two is quality. You should spend your money on quality products that last a long time. Bạn nên chi tiêu tiền cho những sản phẩm chất lượng, chúng thì sẽ sử dụng lâu dài hơn. Number three, sells all or used clothes, books, etc. They often have very cheap and cool things. Cái gì mà bán quần áo, sách cũ đã qua sử dụng, chúng thường rất là rẻ và cũng tuyệt nữa. Như vậy đây là cửa hàng gì? Cửa hàng bán đồ cũ, right? A thrift store sells old or used clothes, books, etc. They often have very cheap and cool things. Một cửa hàng bán đồ cũ bán
quần áo, sách cũ hoặc là đã qua sử dụng, vân vân. Chúng thường rất rẻ và cũng lạ nữa, cũng tuyệt nữa. Những cái loại quần áo cũ này thì thường là nó độc lạ, chỉ có một chiếc thôi. Okay. Number four, I bought the sunglasses when they were. They normally cost over $200, but I got them for just $139. Tôi đã mua cái đôi kính mát, kính râm này khi chúng có chương trình giảm giá. Thường thì chúng mất khoảng hơn $200, nhưng mà tôi chỉ mua với giá $139. Như vậy ở đây là on sale, chúng đang có chương trình giảm giá. Okay, tôi mua cái đôi kính râm hay là tôi đã mua cái đôi kính mát khi chúng có chương trình giảm giá. Thường giá của nó là hơn $200, nhưng mà tôi chỉ mua với giá $139. Okay. Now number five, I like to shop at this store because it is silent. The shelf assistants are always friendly and helpful. Tôi thích mua ở cửa hàng này. Tôi thích mua sắm ở cửa hàng này bởi vì là customer service. Bởi vì cái dịch vụ chăm sóc khách hàng thì tuyệt vời. The sales assistants are always friendly and helpful. Người bán hàng thì luôn thân thiện và hay giúp đỡ. Okay, good job everyone. Knowledge check. Excellent everyone. Now, listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và lặp lại những từ này nhé. Unit 3. Shopping. Lesson 1. Track 24. New words. Listen and repeat. 1. Styles. 2. Quality. 3. Thrift store. 4. On sale. 5. Customer service. Now, we work in pairs. Do you prefer to buy quality clothes or cheap clothes on sale? Why? Bạn thích mua quần áo chất lượng hay là quần áo rẻ giảm giá? Tại sao? For example, I prefer to buy quality clothes. They are more expensive, but I can wear them for a long time. Tôi thích mua quần áo chất lượng. Chúng thì đắt hơn, nhưng mà tôi có thể mặc chúng lâu trong một thời gian dài. Ok. Nhưng mà tôi có thể mặc chúng trong khoảng một thời gian dài. Ok. You can say, I prefer to buy cheap clothes on sale. They may not last for a long time, but I don't want to spend too much money on clothes. Tôi thích mua quần áo rẻ, giảm giá. Chúng thì không có thể là không sử dụng lâu dài, nhưng tôi không muốn chi quá nhiều tiền cho quần áo. Alright, good job everyone. Or you can say, I prefer cheap clothes on sale because I want to use my money on something more important than expensive clothes. Tôi thích mua quần áo rẻ, giảm giá hơn vì tôi muốn sử dụng tiền của mình vào việc quan trọng hơn là quần áo. Okay, good job everyone. So now let's move on to the next part. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển của phần tiếp theo nhé. Okay, now the next part is reading. I read the article and choose the correct answer. What's the article about? Trong phần này chúng ta sẽ đọc một bài báo và chọn ra câu trả lời đúng. Bài báo này nói về điều gì? Number one, how to save money when shopping. Chúng ta tiết kiệm khi đi mua sắm như thế nào? Number two, wear teens buy their clothes. Tuổi teen, thanh thiếu niên, mua quần áo của họ ở đâu? Number three, how teens spend their money. Thanh thiếu niên thì chi tiền của họ như thế nào? Ok, chi tiêu tiền của họ như thế nào? Ok, so now, let's read the article together and choose the correct answer. Alright? We interviewed three teens about their shopping habits. Read on to find the best tips. 10. 16.
I like to shop at thrift stores. It's more fun and, of course, less expensive than buying clothes in the shopping mall. And your clothes will be unique. Also, we already have so much trash on our planet, so I don't think we need to buy new clothes. My top tip is to pay attention to the brands. Some brands use quality materials, and if you see them at a thrift store, get them quickly before someone else does. Then, 15. I buy most of my clothes from a local store near my house. I can walk there in just a few minutes. It's much easier and less crowded than at shopping malls. And the customer service is better. The sales assistants are friendlier and always give me good advice on what to buy. No. 15. I prefer to do my shopping at shopping malls. It's easier because my parents don't have to take me to different stores. My advice is to be careful with money. Decide how much you can spend and don't spend more than that. Never buy things you don't need just because they're on sale. My least favorite clothes are always things I bought just because they were cheap. So, what's the article about? How to save money when shopping? Làm thế nào để tiết kiệm tiền khi đi mua sắm? Number 2, wear things, buy their clothes. Thanh thiếu niên thì mua quần áo ở đâu? Number 3, how things, spend their money. Thanh thiếu niên chi tiêu tiền như thế nào? Okay, so which one is the correct answer? Do you think the second one, wear things, buy their clothes? Thanh thiếu niên mua quần áo của họ ở đâu? Alright, good job. Trong bài chúng ta có đề cập gì? Bạn Thanh mua quần áo ở đâu? Ở cửa hàng bán đồ cũ. Bạn Văn mua quần áo ở đâu? Ở các cửa hàng gần nhà. Bạn Ngọc thì mua quần áo ở các trung tâm thương mại. Okay. Trong bài cũng có đề cập về tiền nhưng mà đang đề cập chính về họ mua quần áo ở đâu, đúng không? Như vậy, I think two is the correct answer. The article is about where things buy their clothes. Như vậy, nội dung của bài này đang nói về các thanh thiếu niên này mua quần áo của họ ở đâu. Ok, now let's translate a little bit together. Teen shopping hobbies in Vietnam. Thói quen mua sắm của các thanh thiếu niên ở Việt Nam. Alright, we interviewed three things about their shopping hobbies. Rejoin to find the best tip. Chúng ta đang phỏng vấn ba thanh thiếu niên về thói quen mua sắm của họ. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc để tìm ra những lời khuyên tốt nhất. Alright, Thanh 16, bạn Thanh 16 tuổi. I like to shop at thrift store. Tôi thích mua sắm ở các cửa hàng bán đồ cũ. It's more fun and of course less expensive than buying clothes in the shopping mall. Nó thì thú vị hơn và dĩ nhiên là ít đắt đỏ hơn, tức là rẻ hơn việc là mua quần áo ở các trung tâm thương mại. And your clothes will be unique. And your clothes will be unique. Và quần áo của bạn sẽ là độc nhất, là chỉ có một mà không có hai. Okay. Also, we already have so much trash on our planet. So I don't think we need to buy new clothes. Ngoài ra chúng ta đã có quá nhiều rác trên hành tinh của mình rồi. Vì vậy, tôi không nghĩ là chúng ta cần mua quần áo mới. My top tip is to pay attention to the brand. Và cái gì? Cái lời khuyên của tôi đó là hãy chú ý đến các thương hiệu. Some brands use quality materials and if you see them at a thrift store, get them quickly before someone else dare. Một số thương hiệu sử dụng chất liệu chất lượng và nếu mà bạn thấy chúng ở một cái cửa hàng bán đồ cũ thì hãy nhanh tay mua trước khi ai đó mua chúng. Ok. Văn 15, tiếp theo là bạn Văn 15 tuổi. I bought most of my clothes from a local store near my house. Tôi mua hầu hết quần áo của mình từ một cửa hàng địa phương gần nhà. I can walk there in just a few minutes. Tôi có thể đi đến đó chỉ trong một vài phút. It's much easier and less crowded than at shopping malls. And the customer service is better. Nó thì dễ dàng hơn
ít đông người hơn ở các trung tâm thương mại. Dịch vụ khách hàng thì tốt hơn. The sales assistant is friendlier and always give me good advice on what to buy. Nhân viên bán hàng thân thiện hơn và luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích về những thứ nên mua. Ok. Ngọc 15. Tiếp theo là bạn Ngọc 15 tuổi. I prefer to do my shopping at shopping malls. Tôi thích mua sắm ở các trung tâm thương mại. It's easier because my parents don't have to take me to different stores. Nó dễ dàng hơn bởi vì là bố mẹ tôi không phải đưa tôi đến các cửa hàng khác nhau. My advice is to be careful with money. Lời khuyên của tôi đó là hãy cẩn thận với tiền của bạn. Decide how much you can spend and don't spend more than that. Lời khuyên của tôi là hãy cẩn thận với tiền bạc. Quyết định số tiền mà bạn có thể chi tiêu và không chi tiêu nhiều hơn số tiền đó. Never buy things you don't need just because they're on sale. Đừng bao giờ mua những thứ mà bạn không cần chỉ vì nó đang có chương trình giảm giá. My least favorite clothes are always things I bought just because they were cheap. Những bộ quần áo ít yêu thích nhất của tôi luôn là những thứ tôi mua chỉ vì chúng rẻ. Ok, good job everyone. So now let's move on to the next one. Alright, now B, read and answer the questions. Trong phần B chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi nhé. Number one, question number one. Where did Thanh buy her clothes? Bạn Thanh mua quần áo của bạn ấy ở đâu? At thrift store, right? At the thrift store. Now let's see. I like to shop at thrift store. Tôi thích mua quần áo ở các cửa hàng bán đồ cũ. Okay, good. Number two, question number two. What is Thanh's advice for shopper? Lời khuyên của Thanh cho người mua ở đây là gì? My top tip is to pay attention to the brands. Pay attention to the brands. Hãy chú ý đến thương hiệu, alright? My top tip is to pay attention to the brands. Lời khuyên của tôi đó là hãy chú ý đến thương hiệu, right? Some brands use quality materials, and if you see them at a thrift store, get them quickly before someone else does. Một số thương hiệu sẽ sử dụng vật liệu chất lượng và nếu mà bạn thấy chúng ở một cái tiệm bán đồ cũ thì hãy nhanh tay mua trước khi ai đó mua. Ok, good. Now, question number 3. Why do one prefer a local store to shopping malls? Tại sao bạn Vân thích cái cửa hàng địa phương hơn là trung tâm thương mại? Why? Easier, less crowded. Customer service is better, right? Less crowded, better customer service. Bạn Văn có nói gì? It's much easier and less crowded than at shopping malls. And the customer service is better. Nó dễ dàng hơn, ít đông người hơn ở trung tâm thương mại và dịch vụ khách hàng thì cũng tốt hơn. Alright, good work. Now question number 4. Why does Ngọc like shopping malls? Why does Ngọc like shopping malls? Bạn Ngọc thích trung tâm thương mại. Tại sao bạn Ngọc lại thích mua sắm ở trung tâm thương mại? Why? It's easier because my parents don't have to take me to different stores, right? Because all the stores are in one place. Bởi vì tất cả các cửa hàng ở cùng một địa điểm. So it's easier to shop. Và nó dễ dàng để mà mua sắm hơn, đúng không? Right? It's easier because my parents don't have to take me to different stores. Okay? Nó dễ dàng hơn bởi vì ba mẹ không cần phải đưa tôi đến nhiều cửa hàng khác nhau. Mình đến trung tâm thương mại thì mình ở đó sẽ có rất là nhiều cửa hàng. Mình có thể mua sắm dễ dàng hơn. Okay? Good job everyone. So now let's move on to the next one. Now, C, work in pair. What's your favorite store or place to go shopping? Why?
Trong phần C chúng ta sẽ làm việc theo cặp và chúng ta xem thử là cái cửa hàng yêu thích hoặc là cái địa điểm yêu thích của bạn. Cái cửa hàng yêu thích hay cái địa điểm yêu thích để mà mua sắm của bạn ở đây là gì? Tại sao? Ok. A thrift store, cửa hàng bán đồ cũ. A shopping mall, ở trung tâm thương mại. A local store, hay là một cái cửa hàng ở địa phương gần nhà bạn. Ok. For me, I like to go shopping at thrift store because the clothes are unique and cheaper. À, đối với tôi thì tôi thích đi mua sắm ở các cửa hàng đồ cũ bởi vì quần áo thì sao độc lạ, ok, và giá thì rẻ nữa, ok. All you can see, all you can say, I like to go shopping at local stores near my house because the sales assistants are friendly, price cheap, okay, and it's less crowded than at shopping malls. Tôi thích mua sắm ở cửa hàng quần áo địa phương gần nhà bởi vì nhân viên thì thân thiện, giá cả rẻ mà lại ít đông hơn ở trung tâm thương mại. Alright, good job everyone. So now let's move on to the next part. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now, the next part is grammar. I listen and repeat. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, đó là phần ngữ pháp. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Now, listen and repeat. The orange dress is cheaper than the yellow dress, but this red dress is the cheapest. The orange dress is cheaper than the yellow dress, but this red dress is the cheapest. Cái gì? Cái váy màu cam thì rẻ hơn cái váy màu vàng, và cái váy màu đỏ thì là cái váy rẻ nhất. Now look at that. You see, the red one is 250,000 Vietnamese đồng. Okay, cái váy màu đỏ thì có giá là 250 Việt Nam đồng. Alright, the yellow one is 350,000 Vietnamese đồng. Cái váy màu vàng thì có giá là 350.000 đồng. Alright, and the orange one is 300,000 Vietnamese đồng. Và cái váy màu cam thì có giá là 300.000 đồng. Okay. So which one is the cheapest? Váy nào rẻ nhất nha? The red one. Váy màu đỏ là váy rẻ nhất. Alright. Giữa cái váy màu cam và cái váy màu vàng, váy nào đắt tiền hơn? Váy màu vàng đắt tiền hơn, đúng không? So we say the orange dress is cheaper than the yellow dress. Cái váy màu cam thì rẻ hơn cái váy màu vàng. And this red dress is the cheapest. Và cái váy màu đỏ là cái váy rẻ nhất. Okay. Và ở đây chúng ta thấy cheaper than the cheapest. Những cái này ta gọi là comparative and superlative adjective. Những tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất. Now, meaning and use, nghĩa và cách sử dụng. We use comparative adjective to compare two things. For example, the blue shirt is nicer than the red shirt. Ok, như vậy là gì? Chúng ta sử dụng tính từ so sánh hơn để so sánh hai sự vật, hai sự việc, hai đối tượng. Ok, the blue shirt and the red shirt. Cái váy, cái áo màu xanh và cái áo màu đỏ. Cái áo màu xanh thì đẹp hơn cái áo màu đỏ. Cái áo sơ mi màu xanh thì đẹp hơn cái áo sơ mi màu đỏ. Alright. Now, the second one. We use superlative adjective to say a thing or person have more of some qualities, etc. like big, fast, fun, than anything or anyone else. For example, is it the biggest? It is the fattest. It is the most fun. Okay. Thứ hai nữa là gì? Chúng ta sử dụng tính từ so sánh nhất để nói về một cái gì đó hoặc một người nào đó mà nó
hơn những cái còn lại, tốt hơn những cái còn lại, hay là tệ hơn những cái còn lại. Ok, ví dụ như là nó thì lớn nhất, hoặc nó thì là nhanh nhất, hoặc là nó thì là vui nhất. Ok, alright. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sử dụng tính từ so sánh hơn khi chúng ta nói về hai đối tượng, hai sự vật, hai sự việc. Chúng ta sử dụng tính từ so sánh nhất khi chúng ta nói về ba đối tượng trở lên. Ít nhất là phải ba đối tượng trở lên. Ok. Note. Và các bạn lưu ý, comparative of follow by then when used before the second thing. Và chúng ta lưu ý là đối với tính từ so sánh hơn, đối với dạng so sánh hơn, thì theo sau sẽ có từ than. For example, elephants are bigger than dogs. Voi thì lớn hơn con chó. Ok, are bigger than dogs. Như vậy so sánh hơn sẽ có luôn luôn có từ than. Ok, trước đối tượng so sánh thứ hai. Alright, good job everyone. So now let's move on to the next one. Form. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần công thức. Kind of adjective, comparative, superlative. Đây là loại tính từ, đây là dạng so sánh hơn và đây là dạng so sánh nhất. Ok. So, for the adjective have one syllable. Ở đây chúng ta sẽ có 6 trường hợp nhé. Now, the first case. Here we have 6 case. Ở đây chúng ta sẽ có 6 trường hợp. Now, let's go to the first case. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trường hợp đầu tiên. For adjective have one syllable. Đối với những tính từ có một âm tiết. Khi ở dạng so sánh hơn thì như thế nào? Khi ở dạng so sánh nhất thì như thế nào? Now let's see. In comparative adjective, we add er, like cheap, cheaper. Ok, khi ở dạng so sánh hơn, đối với tính từ có một âm tiết thì chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi er. Ok, in superlative adjective, as est, cheap, the cheapest. Khi ở dạng so sánh nhất thì chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi est. Alright, đó là trường hợp đầu tiên, tính từ có một âm tiết. The second one, for adjective have one syllable ending in letter e. Thì đối với những tính từ có một âm tiết mà kết thúc bằng chữ cái e, thì trong thì khi ở dạng so sánh hơn và dạng so sánh nhất nó sẽ như thế nào? Now let's see. In comparative adjective we as letter R only, nice, nicer. Okay, in superlative adjective, we add ST, like nice, nice, the nicest. Alright, đối với những tính từ có một âm tiết mà nó kết thúc bằng chữ cái E như thế này, thì khi ở dạng so sánh hơn, chúng ta chỉ việc thêm chữ R, nice, sẽ là nicer. Okay, ở dạng so sánh nhất, superlative, nice, thì sẽ là the nicest. Okay, nice sẽ là nicest. Alright, chúng ta chỉ việc thêm đuôi er ở dạng so sánh hơn, đuôi st ở dạng so sánh nhất. Okay, so the third one, trường hợp thứ ba ở đây là gì? For adjective have one syllable ending in consonant vowel consonant. Đối với những tính từ có một âm tiết mà nó kết thúc có dạng phụ âm, nguyên âm, phụ âm thì sao? In comparative adjective, double the last consonant before we add er. Chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm cái đuôi er. For example, bigger. Ok, chúng ta sẽ nhân đôi cái phụ âm g. Ok, trước khi thêm cái đuôi er thì ở dạng so sánh hơn. In superlative adjective, double the last consonant as before as est, big, the biggest. Ok, tương tự ở dạng so sánh nhất, chúng ta cũng sẽ nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm cái đuôi est. Ok, big, the biggest, phụ âm cuối g, chúng ta sẽ nhân đôi. Alright, good job. And the fourth one, trường hợp thứ tư. For adjective have two or more syllables. Đối với những tính từ có hai hoặc là nhiều âm tiết trở lên thì sao? In comparative adjective, you more, less for negative. Chúng ta sẽ sử dụng more thay vì thêm cái đuôi er. Ok, chúng ta sẽ sử dụng more hoặc là less. Less sử dụng trong trường hợp phủ định. Alright. For example, expensive.
Expensive is attractive has three syllables. Expensive là một tính từ có ba âm tiết. Như vậy khi ở dạng so sánh hơn, chúng ta sẽ không thêm cái đuôi er nữa, mà chúng ta sẽ thêm cái đuôi attractive là tính từ có ba âm tiết. Như vậy trong trường hợp so sánh hơn, chúng ta sẽ không thêm cái đuôi er nữa, mà trong trường hợp này chúng ta sẽ thêm more. Expensive, more expensive, hoặc là less expensive trong trường hợp phủ định. Alright. In superlative adjective, use the most, the least for negative. Trong dạng so sánh nhất thì chúng ta sẽ sử dụng most, hoặc là the least trong trường hợp phủ định. The most expensive or the least expensive. Okay? Alright? And the fifth one. Trường hợp thứ năm ở đây là gì? For adjective has two syllables ending in letter Y. Đối với những tính từ có hai âm tiết mà kết thúc bằng chữ cái y dài thì sao? In comparative adjective, remove the letter Y at IER. Chúng ta lưu ý khi ở dạng so sánh hơn, chúng ta sẽ bỏ chữ y dài đi và thêm cái đuôi IER. Okay. For example, busy, busier. Alright. Trong trường hợp so sánh hơn, chúng ta lưu ý chúng ta sẽ bỏ y dài để thêm cái đuôi IER. Ví dụ như từ busy, busier. Alright. How about superlative adjective? In superlative adjective, we remove the letter Y before at IEST. For example, busy, the busiest. Okay, tương tự, ở dạng so sánh nhất, chúng ta cũng bỏ cái chữ y dài để thêm cái đuôi IEST. Okay, busy, busiest. Alright? And the last case, và trường hợp cuối cùng, exception, trường hợp ngoại lệ. Trong trường hợp này, chúng ta không có thêm đuôi er, chúng ta không thêm more, mà chúng ta sẽ là gì? Good, better, fun, to be more. Good, better, good into better, fun into more fun, bad into worse. Okay, trong trường hợp so sánh hơn thì sao? Tính từ good sẽ thành better, fun thì sẽ là more fun, bad sẽ là worse. Okay, in superlative adjective, đối với dạng tính từ so sánh nhất thì sao? Good into the best, fun into the most fun, bad into the worst. Okay? Đó là trường hợp ngoại lệ, các bạn lưu ý ha. Như vậy tóm lại, đối với tính từ có một âm tiết thì ở dạng so sánh hơn thường chúng ta sẽ thêm đuôi er. Ở dạng so sánh nhất chúng ta sẽ thêm cái đuôi est. Đối với tính từ có nhiều âm tiết 2, 3 trở lên thì khi ở dạng so sánh hơn chúng ta sẽ thêm more expensive, và dạng so sánh nhất sẽ là the most, và trường hợp ngoại lệ ở đây sẽ là gì? Good sẽ là better, fun sẽ là more fun, bad sẽ là worse. Okay, hay là good sẽ là the best, fun sẽ là the most fun, bad sẽ là the worst. Và một số trường hợp ngoại lệ thì các bạn lưu ý nhớ học thuộc. Okay. Now B, circle the word. Now B, circle the correct words. Trong phần B chúng ta sẽ khoanh tròn từ đúng. Number one, I think you should buy this pair of sunglasses. It looks than the other pair. Ở đây đang so sánh this pair, another pair. Cái đôi kính mát này với cái đôi kính mát kia, đúng không? Như vậy là đang so sánh two things. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn. Ở đây có than, như vậy chắc chắn đây là dạng so sánh hơn. Như vậy ở đây sẽ là cooler. Cool là tính từ có một âm tiết. Như vậy ở so sánh hơn, cool là tính từ có một âm tiết. Như vậy khi ở dạng so sánh hơn, chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi er. Alright. I think you should buy this pair of sunglasses. It looks cooler than the other one. It looks cooler than the other pairs. Tôi nghĩ bạn nên mua cái đôi kính râm hay là đôi kính mát này. Nó thì trông ngầu hơn những cái đôi kính kia. Okay. Number two, can I borrow some money? This dress is more or most expensive than I thought.
Bạn, tôi có thể mượn tiền của bạn không? Cái váy này thì nó đắt hơn tôi nghĩ. Ok, như vậy ở đây đang so sánh this dress and that dress, đúng không? Cái váy này và cái váy kia. Can I borrow some money? This dress is more or more expensive than I thought. Tôi có thể mượn tiền của bạn không? Tôi có thể mượn một ít tiền không? Chiếc váy này thì đắt hơn là tôi nghĩ. Như vậy ở đây có than, như vậy đây là ở dạng so sánh hơn. Ở đây sẽ là more expensive. Alright. Let's number 3. This restaurant may not have the greatest. Now number 3. This restaurant may not have the greatest food in town, but the customer service is definitely the best or better. We eat here at least twice a month. Cái nhà hàng này không có thể là không phải là cái nhà hàng này không phải là một cái nơi có cái đồ ăn ngon nhất trong thị trấn, nhưng mà dịch vụ của nó thì chắc chắn là tốt nhất, đúng không? Như vậy ở đây đang có sự so sánh giữa cái nhà hàng này và những cái nhà hàng còn lại trong thị trấn, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh nhất, the best. Alright. This restaurant may not have the greatest food in town, but the customer service is definitely the best. We eat here at least twice a month. Alright, nhà hàng này có thể không có đồ ăn ngon nhất trong thị trấn, nhưng mà dịch vụ khách hàng của họ thì chắc chắn là tốt nhất. Chúng tôi ăn ở đây ít nhất 2 lần một tháng. Now number 4 is best if you come on Wednesday when I'm less busy or busiest. We have time to chat. Ok. Tốt nhất là bạn đến, tốt nhất là nếu mà bạn đến vào thứ tư thì khi đó tôi ít bận hơn và chúng ta còn có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Chúng ta sẽ loại trường hợp the busiest, bởi vì là khi the busiest là tính từ so sánh nhất, và trong trường hợp này khi chúng ta sử dụng tính từ so sánh nhất thì luôn luôn có the. Như vậy ở đây không có the, như vậy chúng ta loại ha, nhưng mà chúng ta sẽ chọn less busy. Ok, tốt nhất nếu mà bạn đến vào thứ tư, khi đó tôi sẽ ít bận hơn, tôi sẽ rảnh hơn và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện hơn. Again, number 5, shopping is my last or least favorite thing to do. It's boring and takes a lot of time. Việc mua sắm thì sao? Để làm nó chán và mất nhiều thời gian, như vậy ở đây sẽ là gì? Least favorite. Okay. Shopping is my least favorite thing to do. It's boring, take a lot of time. Trong trường hợp này đang so sánh việc mua sắm và những cái hoạt động khác, đúng không? Đang so sánh shopping, việc mua sắm với tất cả những cái hoạt động khác. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng so sánh nhất. Alright. So sánh nhất. Least. Alright. Least. Alright. Việc mua sắm là việc tôi ít yêu thích nhất để làm. Nó nhàm chán và mất nhiều thời gian. Alright, now let's check. Excellent everyone. So now let's move on to the next one. Now see fill in the blanks with the right forms of the action statement. Trong phần C chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với dạng đúng của tính từ. Number 1, I think this dress is prettier than the other one. Tôi nghĩ cái váy này thì đẹp hơn cái váy kia, đúng không? Như vậy đây là dạng so sánh hơn, đang so sánh giữa two things, giữa cái váy này và cái váy kia. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn, pretty, prettier than. Alright. Now number 2, there is place to shop for shoes in town. All the other stores are too expensive. Alright. Ở đây có sự so sánh giữa cái shop này và những cái shop còn lại. All the other store. Okay. This store and all the other store. Đang so sánh giữa cái shop này và những cái shop còn lại. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh nhất, đúng không? Good. Ở dạng so sánh nhất sẽ là the best. Đúng không? Good là một tính từ thuộc trường hợp ngoại lệ. Khi dạng so sánh nhất, good sẽ là the, khi dạng so sánh nhất, good sẽ là the best. Đây là một cái nơi
tốt nhất để mua giày trong thị trấn. Tất cả những cái cửa hàng khác thì quá là mắc. Alright. Number three, I rarely wear my green jacket. My red one. Ở đây chúng ta thấy my green jacket, my red jacket. My red one tức là my red jacket. Đang so sánh giữa cái áo khoác màu xanh lá cây và cái áo khoác màu đỏ. Ở đây đang có sự so sánh giữa hai vật, đúng không? My green jacket, my red jacket. Áo khoác màu xanh lá cây và áo khoác màu đỏ. Ok, như vậy ở trong trường hợp câu số 3 này chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn. Tôi hiếm khi mặc cái áo khoác màu xanh. Nó thì sao? So với cái áo khoác màu đỏ. Hiếm khi như vậy ở đây là dạng phủ định, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là gì? Less comfortable than. Alright, it's less comfortable than my red one. Alright. I rarely wear my green jacket. It's less comfortable than my red one. Tôi hiếm khi mặc cái áo khoác màu xanh. Nó thì không thoải mái bằng cái áo khoác màu đỏ. Okay, so now, number four. Do you have bag? Is one, this one is a bit too much. Bạn có cái túi gì đây? Nó thì khá là mắc. Bạn có cái túi rẻ hơn không? Bạn có cái túi nào rẻ hơn không? Bạn có cái túi nào ít đắt tiền hơn không? Cái này thì hơi mắc, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là đang so sánh hơn, đúng không? This đang so sánh giữa cái túi này và cái túi kia, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là gì? Less expensive. Do you have a less expensive bag? This one is a bit too much. Bạn có cái túi rẻ hơn không? Cái này thì hơi mắc. Alright. Number five. We'll never go back to that restaurant. It has customer service error. Như vậy ở đây là ever. Trong câu mà có ever, có nghĩa ever có nghĩa là từ trước tới nay. Có nghĩa là đang so sánh giữa cái nhà hàng này với tất cả những cái nhà hàng trước đây mà tôi đã sử dụng, mà tôi đã ăn, đúng không? Như vậy là đang sử dụng tính từ, như vậy là chúng ta sẽ chia câu này ở dạng tính từ so sánh nhất. So sánh một cái nhà hàng này với những cái nhà hàng trước đây. Ok, I never go back to that. I never go back to that restaurant. It has the worst customer service ever. Right? Tôi không bao giờ quay trở lại cái nhà hàng đó nữa. Tôi không bao giờ quay trở lại cái nhà hàng đó. Nó là một cái nhà hàng mà có cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tệ nhất từ trước đến nay. Ok. Number 6. The bag, the black shirt, and the white one. So it will long. So it will last longer. Đang so sánh giữa the black shirt and the white one. Giữa cái áo sơ mi màu đen và cái áo sơ mi màu trắng. Như vậy câu số 6 này chúng ta sẽ chia ở dạng tính từ so sánh hơn, đúng không? Compare two things, so sánh hai sự vật, hai sự việc, hai người, hai đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn. Như vậy ở đây sẽ là gì? Better. Better than. Okay. Good là một tính từ thuộc trường hợp ngoại lệ, thì ở dạng so sánh hơn sẽ là better, đúng không? Đối với so sánh hơn thì chúng ta luôn luôn có that. Alright, better than. The black shirt is better than the white one. So it will long. So it will last longer. Cái áo sơ mi màu đen thì tốt hơn cái áo sơ mi màu trắng. Vì thế thì nó có thể sử dụng lâu hơn. Nó sẽ bền hơn. Chiếc áo sơ mi màu đen thì tốt hơn chiếc áo sơ mi màu trắng. Nên là nó sẽ bền hơn. Ok. Good job, everyone. So now let's move on to the next one. The next part, the next one is D. In pairs, compared to computer games, use the prompts from the back. Trong phần D chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ so sánh các trò chơi điện tử, sử dụng phần gợi ý bên dưới để giúp các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ có 4 trò chơi điện tử. TKO 3, Grand Race Champion, Soccer Fever, Hotspot, Arcade, okay, Price, $1, $2, $3, $4, Fun, 3 star, 2 star, 4 star,
Windsor. Như vậy, nhìn vào cái bảng này, nhìn vào phần gợi ý vào cái bảng này, chúng ta thấy là cái trò chơi Tico, nhìn vào cái bảng này, chúng ta thấy là gì? Cái trò chơi TKO3 là trò chơi ít tốn tiền nhất, rẻ nhất. Just only $1, chỉ có $1, một đồng, phải đấy. Okay, so we say TKO3 is cheaper than Soccer Fever. TKO3 thì rẻ hơn trò chơi Soccer Fever. Alright. Look at that, you see. Và nhìn vào bảng này chúng ta thấy cái trò chơi Hotspot Arcade thì nó ít vui hơn, ít vui nhất, tại vì nó có một sao, đúng không? Thì chúng ta có thể nói gì? Hotspot Arcade is the least fun to play. Hotspot Arcade là một cái trò chơi ít vui nhất để chơi. Alright? You can say, chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? Grand Prix Champion thì sao? Rẻ hơn. Trò chơi này nó rẻ hơn là trò chơi Soccer Fever hay là Hotspot Arcade. Như vậy chúng ta sẽ nói như sao? Grand Prix Champion is cheaper. Or you can say Grand Prix Champion is less expensive than Soccer Fever or Hotspot Arcade. Cái trò chơi Grand Prix Champion thì rẻ hơn hay là ít đắt hơn là cái trò Soccer Fever hay là cái trò Hotspot Arcade. Alright? Hay là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là trò nào thì đắt tiền nhất? Hotspot Arcade. Nó từ 4 đồng này. Okay, như vậy chúng ta sẽ nói sao? Hotspot Arcade is the most expensive to play. Cái trò Hotspot Arcade là một cái trò tốn nhiều tiền nhất để chơi. Okay. Hoặc là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là cái trò trò nào vui nhất? Nhìn vào đây cho thấy trò nào vui nhất? Soccer Fever vui nhất. Nó có 4 sao. Như vậy chúng ta sẽ nói sao? Soccer Fever is the most fun to play. Cái trò chơi Soccer Fever là một cái trò chơi vui nhất để chơi. Okay. Hoặc là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là cái trò TKO3 thì nó 3 sao. Còn cái trò Grand Prix Champion nó có 2 sao. Như vậy cái nào vui hơn? TKO3 is more fun than Grand Prix Champion or Hotspot Arcade. Cái trò TKO3 thì vui hơn là trò này, Grand Prix Champion hoặc là Hotspot Arcade. Ok, các bạn so sánh tương tự với những cái còn lại. Ok. Alright, good job everyone. So now let's move on to the next part. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Okay, so the next part is pronunciation. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo, đó là phần phát âm. A, stretch the first syllable for most two syllable nouns. À, trong phần này nói gì? Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên cho những danh từ có hai âm tiết. Trọng âm thường sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên cho hầu hết những danh từ có hai âm tiết. Okay, now B, listen to the words and focus on the underlined letters. Trong phần B chúng ta sẽ cùng nhau nghe những từ sau và hãy lưu ý tập trung vào những chữ cái để cạnh tranh nhé. Now listen. Okay, what did you hear? Service, shopping. Okay, service, shopping là những danh từ có hai âm tiết và trọng âm của nó rơi vào âm tiết đầu tiên. Okay, now see, listen and cross out the one that had the wrong word stress. Trong phần C, chúng ta sẽ cùng nhau nghe và loại bỏ từ có phần trọng âm sai. Now listen. Okay, so which one has the wrong word stress? Money? No. Money.
Okay, so this is wrong, okay? Now, do you read the words with the correct stress partner? Trong phần D chúng ta sẽ thực hành đọc những từ này nhé. Service, shop, service, shopping, sneakers, bookstore, money. Alright, đây là toàn bộ những danh từ có hai âm tiết và trọng âm nó rơi vào âm tiết đầu tiên. Thì các bạn lưu ý nhé. Này là mẹo ha. Như vậy, những từ, những danh từ mà có hai âm tiết thì thường trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Ok. Nhưng mà các bạn lưu ý, trong tiếng Anh luôn luôn có trường hợp ngoại lệ nha. Ví dụ như từ gì? Merchant, champagne, police, canal, guitar. Đây cũng là những danh từ có hai âm tiết. Tuy nhiên trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai. Ok, như vậy trong tiếng Anh luôn luôn có trường hợp ngoại lệ. Như vậy chúng ta gặp đến đâu thì chúng ta phải take note và ghi nhớ lại tới đó. Ok, nhưng mà các bạn hãy lưu ý rằng là thường những danh từ có hai âm tiết thì thường trọng âm nó rơi vào âm tiết đầu tiên. Còn những trường hợp ngoại lệ thì chúng ta sẽ take note lại và ghi nhớ nhé. Ví dụ như ta có những cái từ như là chúng ta có một số từ có hai âm tiết nhưng mà khi ở dạng danh từ thì trọng âm nó rơi vào âm tiết đầu tiên, khi ở dạng động từ thì nó lại rơi vào âm tiết thứ hai, như từ gì? Impact, export, increase, present. À, đây là những từ có hai âm tiết. Khi nó ở dạng danh từ, khi nó đứng ở vị trí là danh từ thì trọng âm của nó rơi vào âm tiết đầu tiên. Khi nó đứng ở vị trí là động từ, trọng âm của nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Impact, export, increase, present. Ok, alright. Thì cái đó các bạn lưu ý nhé. Cái phần này thì chúng ta phải take note lại để nhớ thôi. Alright, good job everyone. So now let's move on to the next part. Now, the next part is practice. I practice the conversation, swap roles and repeat. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái bài hội thoại sau. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại. Ok. Now, thanks. Hey. Hey, can I ask you some questions? I'm doing a survey for my class. Chào Huy, mình có thể hỏi bạn một số câu hỏi không? Mình đang làm một cái cuộc khảo sát cho lớp học của mình. Huy, hey, thanks, sure. Chào Thanh, chắc chắn rồi. Thanks. What do you spend most of your money on? Bạn Thanh có hỏi gì? Bạn thường chi hầu hết tiền của bạn cho việc gì? Huy, comic books and video games. Sách truyện tranh và game điện tử. Thanks. Where do you buy your comic books? Thế bạn mua sách truyện tranh ở đâu? Huy, I usually from the shopping malls. Thường thì mua ở trung tâm thương mại. Thanks. Why? Is it cheaper than other stores? Tại sao? Nó rẻ hơn những cái cửa hàng khác hả? Huy, no, it has more choices. Không, nó có nhiều sự lựa chọn hơn. Thanh, and video games, do you buy them at the shopping mall too? Thế còn những cái video trò chơi điện tử thì sao? Bạn cũng mua chúng ở trung tâm thương mại hả? Huy, I buy them online because it's less expensive. Mình mua chúng online bởi vì nó ít đắt hơn, nó rẻ hơn. Okay. Thanh, what's the most expensive thing you've ever bought? Thế cái món đắt tiền nhất mà bạn đã từng mua ở đây là gì? Huy, I bought a phone. Mình đã mua một chiếc điện thoại. Thanh, great, thank you. Bạn Thanh nói sao? Tuyệt vời, cảm ơn nhé. Alright. Good work. So now, let's practice the conversation together. I am Tan and you Hui. Now let's practice together, okay? Are you ready? Go. Hey Hui, can I ask you some questions? I'm doing a survey for my class. What do you spend most of your money on? Where do you buy your comic books? Why? Is it cheaper than other stores? And video games, do you buy them at the shopping mall too?
What's the most expensive thing you ever bought? Great, thank you. All right, then swap role and repeat. Sau đó chúng ta lại đổi vai và lặp lại nhé. Now B, make another conversation using the idea on the right. Trong phần B thì chúng ta sẽ thực hiện một cuộc hội thoại khác bằng cách sử dụng những ý tưởng ở phần phía bên phải. We can change the blue words into another one in spot on the right. Chúng ta sẽ thay thế những từ màu xanh ở này bằng những cái từ cụm từ ở trong khung phần ở bên phải. Okay. Okay, we change comic books into clothes, video games into snacks, comic books into clothes, shopping mall into store near my house, cheaper into better quality, more choices into nicer styles, video games into snacks, shopping mall into store, online into at a convenience store, less expensive into clothes, phone into laptop. Alright, now are you ready? You are Thing and I'm V. Ready? Go. Hey, Thing, sure. Clothes and snacks. Usually from the store near my house. No, but it had nicer styles. I buy them at a convenience store because it's closer. I bought a laptop. Good job, everyone. Then swap roles and repeat. Sau đó chúng ta lại đổi vai và lặp lại nhé. You can use your ideas. Các bạn cũng có thể sử dụng những ý tưởng của mình thay vì những cái nội dung ở phía trên. Alright. Good job, everyone. So now let's move on to the next part. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now, the last part is speaking. How do you spend your money? Bạn chi tiêu tiền của bạn như thế nào? Alright, A, ask one more question. In four, sticker the questions. Bạn có thể thêm nhiều hơn một câu hỏi nhé. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm gồm có 4 bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những câu hỏi sau. Now, question number one, what do you spend most of your money on? Bạn chi tiêu tiền của mình hầu hết cho việc gì? Question number two, what's the most expensive thing you've ever bought? Và cái món đắt tiền nhất mà bạn đã từng mua là món gì? Question number three, where do you often go shopping? Bạn thường mua sắm ở đâu? Bạn thường đi shopping ở đâu? Number four, why do you shop there? Tại sao bạn mua sắm ở đó? Okay. For example, for the first question, what do you spend most of your money on? Bạn thường chi tiêu hầu hết tiền của mình vào việc gì? I spend most of money on clothes because I love fashion. Tôi thường chi tiêu hầu hết tiền vào quần áo bởi vì là tôi thích thời trang. Question number two, what's the most expensive thing you've ever bought? Và cái món đắt tiền nhất mà bạn đã từng mua là gì? The most expensive thing I ever bought, A, the jacket, is my favorite band. It's one of my favorite bands. Okay, cái món đắt tiền nhất mà tôi đã từng mua đó là cái áo khoác. Nó là một thương hiệu yêu thích của tôi. Question number three, where do you often go shopping? Where do you often go shopping? Và bạn thường đi shopping ở đâu? I often go shopping at the mall, like Vincom Center, like Go, like Co.op Mart. Okay, tôi thường đi mua sắm ở trung tâm thương mại như là Vincom, hay là siêu thị Go, hay là siêu thị Co.op Mart. Okay. Question number four. Why do you shop there? Tại sao bạn đi mua sắm ở đó? Because it has better brands. Also, I can hang out with friends and eat something there. Ok, bởi vì là có nhiều thương hiệu ở đó, bởi vì nó có nhiều thương hiệu tốt ở đó, và
Đó cũng là nơi mà tôi có thể đi chơi cùng bạn bè, ăn cái gì đó ở đó. Alright. Now, one more question. What's your top tip for shopping? Một số lời khuyên của bạn cho việc mua sắm ở đây là gì? Alright. Alright. Now, B, report the results to your class. Trong phần B thì chúng ta sẽ báo cáo kết quả với cả lớp sau khi chúng ta thảo luận một nhóm gồm 4 người về những câu hỏi ở trên. Thì bây giờ chúng ta sẽ chốt lại xem là nhóm của mình, hầu hết mọi người chi tiêu tiền của họ cho việc gì. In our group, most people spend most of their money on clothes. Ví dụ như là trong nhóm của chúng em, hầu hết mọi người chi tiêu tiền vào việc mua quần áo. Ok, or something like that. Okay. Okay, good job everyone. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 1 của Unit 3 chủ đề Shopping của sách tiếng Anh lớp 10 I Learn Smart Way. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. See ya.